Ta đến với trận thi đấu đầu tiên trong kèo solo xe giữa game thủ Tiến Như Vũ và game thủ Chim Sẻ Nắng. Trận đầu tiên, một quả đầu tin ra luôn dành cho game thủ Tiến Như Vũ. Vũ trong khoảng thời gian gần đây đã liên tiếp đánh bại các cao thủ Trung Quốc, và đặc biệt là hai lần đả bại Sen Long để có thể lên ngôi vô địch giải thi đấu solo xe vâng Cung Tảo In 2023. Hai lần đả bại Sen Long với tỷ số là 5-4 và 5-3. Vâng, một giải thi đấu mà Tiễn Như Vũ chỉ thua có chưa đến chục game. Chưa đến chục game đấu. Một phong độ mắc binh. Không thua một kèo nào. Và tổng số game đấu để thua chưa đến chục game trong một cái giải thi đấu dài hơi. Quy tụ đến 32 game thủ của bên phía Trung Quốc thi đấu theo thể thức song bại đào thải. Còn hôm nay, vâng, con hàng nó sẽ là con hàng thuốc thử liều cao hơn dành cho Tiễn Như Vũ. Chim sẻ đi nắng. Vâng. Vũ trụ vô địch sẻ. Của pha F3 của game thủ Tiễn Như Vũ. Chúng ta cùng chờ đợi. Một trong giây lát, Tiễn Như Vũ có lẽ đang có vấn đề gì chăng? Rồi, chạy ngay. Rất mong mọi người cho một like, một chia sẻ và những lượt đăng ký kênh, bật chuông thông báo nhá, không bỏ lỡ các video mới ở trên kênh YouTube Sang Long AOE này. Kênh vẫn sẽ đồng hành cùng mọi người trong các kèo thi đấu Việt Trung thôi, và đặc biệt là các kèo thi đấu có game thủ Sen Long. Vâng, dạo gần đây thì cũng ít ra clip, nhưng mà tháng này clip ra nhiều ấy chứ. Tháng 12 này cảm giác clip ra rất nhiều. Trong cái chuỗi ngày mà cũng khá là vâng rảnh. Có thể quả phụ dành cho Sen Long. Thì ra dành cho Tiễn Như Vũ đây. Ngáo lắm rồi. Đã đủ đồ dành cho Vũ, hai cái quả cũng thêm mùi yêu. Mùi yêu Tiễn Như Vũ sẽ không đá về. Đây là S đầu dành cho Tiễn Như Vũ. Với hiêu này cũng không gần với cả cánh rừng. Rồi, hai quả một hiêu, một bầy hiêu to và hai bẫy quả. Thế là tươi với con xèng rồi. Hôm trước thì đối đầu với kẻ thủ Sen Long trong trận thi đấu chung kết thì Tiễn Như Vũ thường gặp những cái bài bài là bài 24 dân cộng 1 đi dâng A. Và điều là mắc binh tấn công mãn nhãn. Lúc đó Sen Long cảm giác bị chậm hơn lửa nhịp, mà khiến cho anh không chống lại được những cái bài dâng ngà của Vũ. Nhưng tất nhiên là cái nhịp độ của Long và nhịp độ của chim sẻ nó khác nhau. Chim sẻ thì chúng ta biết rồi, nhanh tay hơn, trẻ khỏe hơn, chạy dân cũng nhạy hơn, vẩy e thì ác liệt hơn. Khả năng khắc phục những cái bài xấu nó cũng tốt hơn. Chờ đợi xem nào. Vâng, hôm trước BB live stream thì có nhắc đến một cái của Sen Long hơi chim sẻ nó kháng cơ cấu lực. Tôi không rõ là BB nói thật hay đùa. Nhưng mà chúng ta đều biết khả năng cơ cấu lực của Sen Long thì cực kỳ ảo. Cái bài thi đấu mà ép tròn đồ thì vào tay, đúng là vào tay Sen Long nhìn nó khác hẳn. Vâng, đi trận đầu đi dâng à. 24 dân dành cho chim, 25 dân dành cho Tiễn Như Vũ. Chim sẻ đã đóng BB ở đây rồi. Chim sẻ đã đóng BB ở đây rồi. Bài đẹp thế ư? 24 dân. Tiễn Như Vũ do không đá được bầy yêu này về nên mà bài anh dành 25 dần, chim sẻ đã chốt một BB ở bãi gỗ dành của Tiễn Như Vũ. 17%. 17% với bài đi dâng à. Vũ thì lao vào góc 9 giờ ngay. Đợi lên đời đóng nhà điều kiện thôi. Vâng. Sắp lên đời rồi, 92%. Vâng, BA. Ôi. Thôi xong thì nhiệm vụ. Quên đóng BB. Vâng, nhìn thấy cái BB bò ở bãi gỗ của chim sẻ cóng rồi.
Có một chút cóng đến từ tiền nhiệm vụ. Vâng, thế là anh cộng thêm dân và kích sang 10 chứ không vài bài. Vâng, lợi thế lên đời thuộc về game thủ chim sẻ. Nghĩ có chút trong cong cong đến từ game thủ tiễn nhiệm vụ, sao anh không đóng BB? Vâng, ông HC ông so vào nhà chính ông soi chỉ số phần trăm lên đời thì cũng từ 80% là phải đóng rồi. Ông quên hay sao? 80% là có khi đóng xong cái BB rồi. Một cái lỗi cơ bản. Ra lỗi đây không phải lỗi cơ bản, lỗi sơ đẳng này đúng hơn. Thành ra 25 dân cộng 1 kích sang 10. Đến nơi xong chúng ta nhìn thấy đây, ăn thêm một bầy hươu, xẻ rất quái, xẻ boe luôn vào bãi gỗ của game thủ tiễn nhiệm vụ. Hỏi chấm luôn, không rõ là... Rồi, bãi gỗ này bị bò kín mất rồi. Vâng, đáng lòng người chiến sĩ rồi. Ôi, đôi khi nó lại phải chấp nhận. Đôi khi lại phải chấp nhận. Vâng, bị bắn luôn. Ôi, cố gắng đưa về thế trận quản bản đồ. Chim sẻ chạy dân chúng ta đấy, chạy dân rất nhạy. Đấy, để có thể ăn được dân của chim sẻ thì vâng, không phải là dễ đâu. Chỉ cần nhấp nháy bản đồ con thôi là chim sẻ đã để ý rồi. Tiễn nhiệm vụ thì vâng, do anh bị cận thôi, nhiều cái anh cũng không quan sát, cũng không gọi là mắc binh cho lắm. Hôm nay chỉ còn là 28, vâng, bị quản rất đau. Quản cực kỳ đau. Cố gắng mút một vài cung của chim này. Ở đây, bãi quả này cũng sẽ phải đánh vào. Cố lên tiện như vô. Hôm nay của anh còn 23. Đây là cái trận quản bản đồ. Vâng, ham của chim sẻ đang ưu hơn một chút xíu. Cố lên, chưa đè quá nhiều. Đầu đó một bãi gỗ, một bãi ăn hoang của game thủ chim sẻ. Và anh ta để quên, quên chạy dân tiện vu khai thác được. Thì tham lại vòng về cân. Rất đông quân của chim sẻ. Vâng, đây rồi, tiện nhiệm vụ đã tìm ra. Hit and run nào, giật bắn để đam nó to. Và kin được nhiều dân, nhưng tiện nhiệm vụ đang bị bắt. Tiện nhiệm vụ bị sẻ setup bắt tên này rồi, một pha về thương hiệu của chim sẻ và thua luôn game đầu. Trận thi đấu mà vâng, khởi động. Một trận thi đấu map xấu cả về rừng dành cho cả hai. Không ai có thế cả. Chim sẻ đi dâng Nga. Và khiến cho Vũ tím. Vâng. Trận này Vũ không quên cái BB thì lên đời ổn hơn một chút xíu nữa. Quên cái BB. Sẻ 24 dân cộng 1. Mà đi dâng 75-76%, 27 dân dành cho chim sẻ.
Đây là timeline. Thời điểm anh đã vồng được tham về cân sau khi bắn được vào bãi gỗ khoanh ruộng. Về mặt bằng chung thì chim sẻ vẫn là người ưu hơn. Tổng tham chỉ có 58 thôi. Cái thời điểm mà Tín Vũ tham lại gần 30. 1-0 dành cho game thủ chim sẻ nắng. Chúng ta chờ đợi sang với trận thi đấu thứ hai. Bắt quân ở sau tên này thì tham lại càng ưu dành cho chim. Chờ đợi trận 2 nào mọi người ơi. Anh em cho một like nhá. Thi đấu cùng giờ thì game thủ Sen Long cũng đang SML trước game thủ Hồng Anh ở thể thức solo AC. Thể thức Sen thì Sen Long thắng với tỷ số đó là 5-2. Hồng Anh dẫn 2-1 và Sen Long bật lại. Nhưng ở thể thức solo AC thì Hồng Anh đang lên đầu. Giờ chúng ta trông chờ vào game thủ Tiễn Nhiệm Vũ có thể tạo được bất ngờ trước game thủ Chim Sẻ. Trận đầu Vũ đánh lỗi. Chờ đợi trận thi đấu thứ hai. Rất mong anh em chồng lại. Vâng, trận thi đấu thứ hai đã được bắt đầu. Quả cũng đã tìm ra luôn rồi. Đây là quả. Vũ sẽ cắm một dân ăn quả, hai dân ăn quả. Và sau đó đi tìm hiêu. Ưu tiên những cái bài chơi ăn hiêu voi trước. Quả đầu của Tiễn Như Vũ là quả 7. Một cái quả ép ở giữa. Một bãi đá, một bãi vàng. Ta đến với trận thi đấu thứ hai. Hy vọng Tiễn Vũ có thể gỡ hòa để kèo thi đấu này được hấp dẫn hơn. Vũ và gỡ hòa một đều thì đảm bảo những trận thi đấu sau diễn ra kịch tính hơn là chim sẻ dẫn 2-0. Không có hiêu và Vũ phải chấp nhận bài thi đấu mà ăn quả trước. Và gỗ đầu cũng không đẹp dành cho anh. Hiêu đầu ở trên dốc này khá xa. Sẽ đá về cánh rừng dừa này chăng? Rất mong mọi người cho một like nhờ. Thôi đúng là đánh bại sẽ rất khó. Có một bình luận cũng khá thú vị về phía Trung Quốc. Không biết là các anh Trung Quốc có update thông tin không. Bình luận bên khán giả Trung Quốc báo là sẽ tài trợ cho Tiễn Như Vũ và game thủ Chim Sẻ với điều kiện đó là Chim Sẻ không được chọn màu 8. Không thấy liên quan lắm. Chọn màu nào là do game thủ thôi. Họ thích màu nào, có 8 màu. Giờ ông hứa là tài trợ với việc mà Chim Sẻ không được chọn màu 8 nhưng chọn màu khác thôi. Có gì đâu nhỉ. Hãy màu 8 bài đỏ. Thế thì chịu. Ngày xưa thì màu 8 thì cũng khá nhiều huyền thoại chọn. X-Man rồi các thứ đấy. Nên là chúng ta có một cái giai thoại là cái màu 8 huyền thoại. Rất nhiều các huyền thoại chọn màu 8 khi mà đánh solo. Anh em cho một like nhờ. Hôm trước cái Tiễn Như Vũ gặp Sen Long bài cũng ổn. Sen Long thì chống dâng ngà yếu. Thua. Buồn. Kéo đấy Tiễn Như Vũ thua thì vẫn đánh thêm kéo nữa. Vũ có hai mạng, Sen Long có mỗi một mạng. Thế thực đấy cũng khá hay. Đây là quả phụ của game thủ Tiễn Như Vũ. Không đồ lùa. Tiếp tục một bài thi đấu không đồ lùa. Quả phụ đằng sau cây. Hai yêu và hai quả. Ừ.
Lại đi Dương Nga tiếp chăng? Cố gắng ép chuẩn chỉ tẹo. Dương Nga tiếp. Thời tiết miền Bắc bây giờ thì vâng, rét run người, trong khi anh em trong miền trong thì âm. Không biết anh em vào trong Sài Gòn có thể ship tí tí hơi ấm được không? Vâng, như vậy là 759 mới kích đời với 26 dân. Vẫn còn hai còn nhiều sắp mấy bản đồ. Chim sẻ chết một dân, 26 dân trừ 1 dành cho chim sẻ đi nắng. Dâng lên thôi. Rồi, đã có thông tin là thắng đã được thêm tiền rồi. Thắng đã được thêm tiền rồi. Cũng có đôn binh vào người rồi. Ông này có đôn binh, cảm giác đánh vẫn chưa mắc binh. Phải gặp những cái ông khác cơ. Vâng, 27 dân kích ở 10-26 dành cho kênh thủ tín như Vũ. Tiếp tục một bài thi đấu Vũ kích ở cái khoảng thời gian này. Trận trước cũng vậy. Trận trước là 25 dân cộng 1 kích. Cũng ở khoảng thời gian này. Và trận này thì 26 dân cộng 1 cũng vậy. Trận trước là lỗi cái BB. Thêm một bầy yêu to nữa dành cho tiện nhiệm vụ có thể ăn hoa. Chim sẻ là bài trên dân. Không rõ là liệu. Vũ có thể gỡ hòa không? Bài đi Dương Nga. Trước là bài hai anh cũng đi Dương Nga. Và đánh thế trận quản đồ thì sẽ là người làm tốt hơn. Và đây, chim sẻ đi nắng lên rồi. Vũ, móng A. Không ngáo ngờ. Chứ đóng xong A đã chuyển sang đóng A khác cơ trời ơi. Đầu tiên là nó vẫn ok, vẫn đóng được A thôi. Nó mất thời gian không anh em nhỉ? Dân di chuyển xuống dưới dốc, xong lại vòng lên. Vừa mất thời gian vừa lại. Vâng. Thôi, vẫn anh vẫn đóng được Nam A là tốt rồi. Rồi, bị đập dân luôn rồi. Đập dân luôn rồi. Sẽ là người có bánh xe trước hoặc sẽ đập luôn rồi. Vâng, lại chết thêm dân đi Dương Nga nữa. Và sẽ bị bòi và vâng, một tình huống rất khê dê ra. Cực kỳ khê dê ra. Mặt này thì đập BB và 2E là kín. Vâng, dừng sát quá. Đây là ruộng chính của chim này. Sẻ cũng là Nam A. Sẻ cũng là Nam A. Sẻ có cung G trước. Tiễn Vũ đang điều cung. Tiễn điều cung. Vâng, sẻ có turn 2 rồi. Vũ ngay lập tức sẽ có turn 2. Vũ đang điều khá hay. Vũ hình như mới chỉ chết một cung. Vũ hình như mới chỉ chết một cung. Vũ tách vào thì không phải. Đây mới là nhà chính này. Đây là ruộng phụ thôi. Tách cung ra để có thể ăn dân của chim. Chim thì tiếp tục là có những tình huống mà bòe và cảm giác Tiễn Vũ đang có chỉ số kill cao hơn so với game thủ chim sẻ đi nắng. Chim sẻ là người tiếp tục vắt quân đều và có ngay ở mặt nhà của game thủ Tiễn Vũ. Tiễn Vũ bị nhốt hai cung. Đó là một cái dở của anh. Cái vị trí đóng A của game thủ Tiễn Vũ cũng rất mấp mồ. Và chim thì rất quái những tình huống bòi và rồi tiếp tục nhốt cung R. Khi mà không có dân, nếu mà còn dân dân A, vẫn còn dân dân A, chúng ta sẽ lấy dân ra đập E để thoát khỏi cái thế bị nhốt. Nhưng không có dân thì có tiễn như Vũ và anh không có thể là đập E được.
Tham lai chỉ là 29, ăn thêm một bánh quả này. Giờ thì không có cái lợi thế rồi. Vâng, bỏ lê trồ ra để có thể đi quản dân ăn hoang của chim sẻ đi nắng thôi. Đen bỏ một nhà. Dám anh đen quyết đoán hơn, đen ở thời điểm trước. Khi ở trong nó còn có nhiều cung rờ. Đen ra còn hai con chạy ra ngoài. Chim sẻ vẫn còn ruộng ở nhà chính và ruộng ở BG này. Đánh vào nào. Không, ruộng ở nhà chính đã chạy đi rồi. Nhưng số lượng quân đây. Số lượng quân của game thủ chim sẻ đáng bù ở nhà đi dân của Tiến Vũ là đâu. Còn tham này 30, tham này ổn của người đi dân. Nhưng mà chim sẻ cũng đã bắt đầu quản lại Tiến Vũ. Bãi gỗ to chim sẻ. Có nhiều gỗ nhưng Vũ lại không có pha về E. Thì đơn giản anh có hai con cung R về E cũng không bắt được nhiều dân. Bị đốt bỏ A và bị bắt đầu bị quản lại. Rất nhiều gỗ nhưng không có thực để mà sóc những con cung R mới. Đang cố gắng để cá tỉa và cá rỉa dân. Sau một khoảng thời rồi, Tiến Vũ đã gõ 2-3 tỷ số. Là 2-0 dành cho game thủ chim sẻ nắng. Rất khê. Bài đi dâng A. Vâng, lỗi đôi vòi. Bài đi dâng A ở vị trí nó không đắc địa. Đôi vòi đấy tìm ra được. Câu về nhà chính thì mới thơm. Đây là chỉ số kin. Chim sẻ kin 28, Vũ kin 15. 2-0 dành cho game thủ chim sẻ nắng. Sau 2 trận đầu có vẻ hơi nhạt vì kết thúc nó nhanh quá. Rồi, Vũ lên đời muộn hơn so với chim sẻ. Ta chờ đợi trận 3 nào. Có gì bất ngờ không? Không thì x0. Lần đối đầu gần nhất thì Vũ thua 1-5. 1-5. Vâng, chúng ta đến với cả trận thi đấu thứ 3 giữa Tiến Như Vũ và game thủ chim sẻ. Tỷ số đang là 2-0 nghiêng về sẻ. Lại công cuộc đi cứu Tiến Như Vũ. Thông tin thì Sen Long đã để thua 1-5 trước game thủ Hồng Anh ở kèo Assyrian. Trước đó thì Sen Long đã giành chiến thắng 5-2 ở kèo Sen. Vậy là 1-1 về C dành cho cặp đôi Hồng Anh và Sen Long. Mỗi anh có một kèo thắng. Chúng ta hãy cùng xem đốt kèo giữa Vũ và Sẻ. Tỷ số đang 2-0 nghiêng về Sẻ. Ông anh hôm nay đánh mất chính mình mà. Khỏe ghê đấy. Cái đồn ra quán nét được fan hâm mộ, fan nữ tặng cho cái gì, trái nước, cái lủng gì. Bú vào khỏe thật. Nâng cầu hai vòi từ Tây Vực về dành cho tiền thủ Tiến Như Vũ. Khéo không? Vâng, voi nó vẫn theo này. Và cầu vòi hay của Tiến Như Vũ. Và cầu vòi hai. Vâng, con voi kia nó vẫn đi theo. Khi con voi đi trước thì được. Rồi. Con này chạy đi đâu? Về... Nó về nhà chính của chim sẻ, chết cười đấy. Ôi, rất may nó đứng im ở đây thôi. Vâng,
Bài mà Vũ không có hiêu lùa về, đôi voi câu từ bên ngoài vào. Và đây là bầy yêu đài, bầy yêu đằng sau cánh rừng. Chú Hồng Anh hôm nay đánh khỏe mà. Đánh hôm qua đánh với cả U98 đánh giải ngáo ngơ. 98 của anh cho vâng tím hết mặt mày. Và đánh khỏe đấy. Donna 26 dân dành cho tiến nhiệm vụ. Bài mà về cái thế này là đẹp đúng rồi con hiêu. Chịu bài. Rất may là anh còn câu cái đôi con voi sai về. Với con gà như em thì chịu. Map thế này chịu. Kể cả sen. Toác ấy nhở. Anh em xem có toác xích không. Ngày mai kèo Long và Hồng Anh sẽ được phát lại ở trên buổi trưa ngày mai mọi người nhé. Buổi trưa ngày mai sẽ phát lại đầy đủ cả sen cả AC. Đây là bài gọi là bài khó của Tiến Nhiệm Vũ này, và tỉ mỉ, rất tỉ mỉ và chắc chiêu. Những cái bài như thế này thì đúng là anh Long, nói thật anh Long làm nó gọi là mới sướng mắt này. Nhưng mà xe Long sẽ không có chuyện là câu được hai con voi từ vâng xa tít mù khơi về với nhà chính như thế này đâu. Cái cảm giác Long ép những cái bài tròn đồ vẫn nhìn nó vẫn thích mắt hơn. Rồi chờ đợi ông Tiễn Nhiệm Vụ này. Không cứu được ông nữa thì thôi. Dạo đây xẻ nó khỏe chứ. Xẻ cực kỳ khỏe. Không dễ bắt nạt như ở thời kỳ, cái thời điểm đầu năm, giữa năm đâu. Cứ khi nào có sóng gió thì sẽ lại khỏe. Chim sẻ thì là bài 25 dân cộng 1. Cơ bản chắc chắn là lên đời sớm hơn Tiễn Nhiệm Vũ rồi. Năm nhà bia. Anh sẽ là người đánh thủ, còn chim sẻ là người đi công. Cái điểm yếu bên ngoài. Những điểm yếu là cơ sở bên ngoài, bãi gỗ bên ngoài, hai bãi gỗ bên ngoài dành cho Tiễn Nhiệm Vũ. Tuần đầu của Vũ. Đi luôn đó. Khá tự tin. Đây, chạy dân. Đi luôn dành cho Tiễn Nhiệm Vũ, rất tự tin. Các anh ta đánh tự tin hết à giời. Mà cũng công nhà chim sẻ luôn, đây là một cơ sở to. Bãi gỗ cộng thêm với cơ sở ăn hoang của nguyên thủ chim sẻ đi nàng. Mới một cái thế nhà kín mà Tiễn Nhiệm Vũ tự tin luôn. Chỉ có một bãi gỗ to ở bên ngoài. Đây là bãi gỗ thứ hai của chim sẻ Tiễn Nhiệm Vũ đang khai thác được. Nhưng mặt nhà Tiễn Nhiệm Vũ anh có thủ được không? Mặt nhà có thủ được không? Rất nhiều quân của game thủ chim sẻ đang dạo qua mặt nhà. Vũ đang tụ quân ở trong để mà thủ lại rồi.
Vâng, tiếp tục khai thác quả dâm. Này, cửa thắng là có dành cho Tiễn Như Vũ nhá. Nhưng mà Sẻ đang không giữ được dân. Sẻ đang không giữ được dân. Kết hợp dân với cả quân để mà thủ mặt nha. Cửa thắng là có. Rồi, tiếp tục khai thác quả dâm. Bài oan ta là vằn, nhưng mà cái thế nó lại đẹp. Hãy cẩn thận, cái pha bị vế bắt quân như thế này là rất đỏ. Hôm nay lại tụt về còn có 42. Dân ra đều, cẩn thận thủng cả rừng nữa. Thế này thì có dốc để mà chơi, Sẻ là người rút lui tất nhiên rồi. Thì con dốc rất cao của game thủ chim Sẻ đi đăng. Hôm nay 47 dành cho game thủ Tiễn Như Vũ. Rồi, tiếp tục khai thác. Và có quay trở lại những cái cơ sở trước đó không? Cơ sở ăn quả, ăn hiêu, ăn voi, những cái hơi thở ở thời điểm ban đầu game thủ Tiễn Như Vũ khai thác á. Vâng, tên này bị về thì đau này. Tên này về thì rất đau. Vâng, dân của chim Sẻ cũng đang đứng chơi ở đây. Cực kỳ để ý, chúng ta thấy gần như là dân quân của Tiễn Như Vũ tới là dân chim Sẻ chạy đi luôn. Cẩn thận không bị lọt vào nhà là khê. Vâng, thôi hỏng rồi. Thôi hỏng rồi. Đổi được nhà không? Ôi, tháo cống. Mình đánh thế quản map chứ cái nhà của anh. Rồi, tháo đi. Đánh thế trận quản mà đồ. Pha vẩy BB không có kịp dành cho game thủ Tiễn Như Vũ và khiến cho anh phải bị đánh về đưa về thế quả bản đồ như thế này. Vâng, thế nhà kín. Nhưng không giữ được. Đã bùi rồi. Thằng này còn vào 40/40. Khá căng. Rồi Vũ là người bị lép thang. Lên cấp gỗ 2 dành cho Tiễn Như Vũ. Đầu Vũ làm cũng khá tốt. Bây giờ anh có nhiều tay để đi quản không? Chim Sẻ cũng không có cơ sở làm ăn ổn định đâu. Số đạo quân của chim Sẻ vừa ăn được một đạo dân cũng khá to ở chim. Thế trận quản mát mà chúng ta ăn được những cái đạo dân như vậy đã là thơm. Hôm nay 36 dành cho cái thủ Tiễn Như Vũ. Chạy dân trong tên này. Lựa con dốc nào mà mình đứng vào. Chim Sẻ vẫn đang có những cái đạo cung rờ ở ruộng chính của game thủ Tiễn Như Vũ. Số lượng cung của chim gom được là đông. Số lượng cung của chim gom được là khá đông. Đó là cái thế trận mà Vũ đang khó. Chờ đợi anh nào. Cẩn thận đưa vào chương trình này. Vẩy e, hãy cẩn thận những tên vẩy e của chim. Vâng, vừa rồi ôi, đi vào đường cù to, chắc là đường cù to. Thôi sao. Thôi xong. Xong phim. Tỷ số sẽ là 0-3. Cứu bằng mắt. Sẻ nó đánh hay thế này, cứu ông mắt anh ơi. Không ba. Đánh cái gì? Chào chân anh nhá. Rét quá mọi người nhỉ. Cũng lạnh. Vài kín quả đấy không lọt thì hay. Quả cứ đốt chốt được hai cái BB vào thì tốt. Chứ đánh vào thẳng cái chỗ những cái hai cái nhà bét này, này chỗ ăn voi ăn hiêu ăn gỗ này đúng rồi này. Cày thế. Cứ thế trận tưởng thơm lại không thơm anh ạ. Cày thật. Rồi thì chúng ta lại trông chờ vào trận thi đấu thứ tư.
Đời mà. Sẽ khỏe lắm. Chờ đợi trận thi đấu tiếp theo. Anh em chờ chút đi, vệ sinh gái mới cứu được ông này. Vậy tôi làm phép. Chúng ta đến với trận thi đấu thứ tư trong quả kèo thi đấu giữa Tiến Nhiệm Vũ và Chim Sẻ Nắng. Rồi, chim giỏi bắt nạt anh Sen Long thôi. Chỉ giỏi bắt nạt anh già thôi, gặp gặp ma tước đang toát một ba trận rồi. Hôm trước hình như là Tiên Nhân Vũ thua 1-5. Hôm nay thì 0-3 rồi. Toạc thật. Hôm trước thì thua 1-5 ở kèo xem hay kèo AC nhỉ. Hôm nay có phải đánh giải đâu anh Phước Võ ơi. Đây này giao hữu mà. Hôm nay mọi người lại ca vài ca giao hữu đúng không? Hôm nay có phải giải đâu. Kèo này không phải kèo dài mới nhá. Siêu. Trận trước map nó cũng thuộc dạng là vượt vượt khó đấy. Câu đôi con voi từ Tây vực ấy về vòng va long vèo. Bài không có quả phụ lên đời muộn hơn. Thời điểm đầu làm rất tốt rồi đấy. Anh em vào trong một live, có luồng live stream này nhá. Rồi chơi bài tàu anh có tiễn như vũ. Tùy chứ anh. Tùy thôi, đánh với Sen Long đôi khi hôm đấy nó đỏ. Hôm nay đánh với Sẻ hôm đấy đen. Tùy thôi chứ còn. Rồi lại có thêm đôi voi ở ngoài nữa. Vâng, hai yêu và đôi voi. Làm trận dừng ngang. Rồi
Đoàn Anh vẫn zin thằng dân thứ 26. Vẫn 26 dân dành cho Tiễn Vũ kích 750. Hãy đắc lốt con voi kia đi anh. Khai thác lốt con voi. Bài lại tiếp tục không có quả phụ dành cho game thủ Tiễn Như Vũ. Anh không tìm ra quả phụ. Một bầy yêu đầu về đưa về chơi bài tàu. Một bầy yêu khác ăn ở S2. Và thêm 3 con voi. Toàn yêu và voi. 26 dân cộng thêm 1 dân. Và vẫn sẽ là đầu 10 dành cho game thủ Tiễn Như Vũ. Ta chờ đợi xem chim sẻ đánh kiểu gì. Chim sẻ là bài. Vâng, 25 dân. Sẽ là người lên đời trước. Thôi anh không phải soi. 25 dân lên đời trước. Kích. Vâng, 27 dân kích 10-12. Vượt qua cái đỏ làm sao được anh? Đỏ mãi làm sao vượt được? Đã hay còn gặp may không bao giờ vượt được. Nói thật. Người ta gọi đã hay còn gặp may. Hay thì có hôm đen hôm đỏ thì cũng có hôm ông chim sẻ cũng bị đen thật. Dạo này sẻ khỏe lắm. Rồi, tất nhiên là Vũ lên đời sau rồi. Nam A là điều chắc chắn rồi, ông Tiễn Như Vũ này mặc định Nam A. Hôm nay với Sen Long chúng ta đã thấy rồi. Đánh 4 A Go 2 với Tiễn Như Vũ là toàn toác xích thôi. Thì Tiễn Như Vũ mặc định bài nào anh cũng cố Nam A. Rồi, vắt. Nâng cấp Go 2. Rồi, tơn đỏ. Đây, chim sẻ lao từ góc 3 giờ vào một con cung rờ. Con cung rờ này sẽ đi thăm dò hết các điểm yếu của game thủ Tiễn Như Vũ. Những cái tơn khác của game thủ chim sẻ sẽ là người chơi vào. Rồi, hit and run. Tơn này tụ đứng nhà đã. Tơn này tụ đứng nhà đã. Mà anh đi thì cũng là lúc mà chim sẻ xô vào kìa. Để bàn ý cũng đầy với bàn ý con. Để ý bàn đồ con. Chim sẻ bắt đầu tấn công mặt nhà rồi. Đây có tầm khoảng đó là 9 con cung R của game thủ chim sẻ. Vừa mất một cung dành cho Tiễn Như Vũ. Ăn lại được một cung dành cho Tiễn Như Vũ. Rồi. Vâng, một BG chay để vẽ ruộng. Tục vẫn là một cái thế trận cân ngay ở thì ở ban đầu. Đừng quá ham đuổi theo cái đạo cung này. Ăn thêm một cung và lui lại ngay. Lui lại ngay. Cái mặt dãy BM này đã kín chưa? Check lại xem kín chưa. Đó là mặt điểm yếu của Tiễn Như Vũ. À đây, đón quân của chim sẻ. Một tên đón hay của Tiễn Như Vũ. Về. Vâng, anh về bắt được 3 cung không? Chưa bắt được con cung thứ 3. Cay hầy. Điểm yếu của Tiễn Như Vũ đó là cái rác nghe chỗ BM.
Và cái chỗ vâng, cái chỗ 9 giờ vào nó cũng yếu, nhưng chỗ đấy là hở nhá, cũng cần nên chú ý và để ý bản đồ con. Phần phản công, một tên phản công của game thủ Tiến Như Vũ. Đây chỗ rằng nghe này, chưa bo xong, đó là điểm yếu. Đúng là chim sẻ đã khai thác, chúng ta nhìn thấy rằng là cái tên mà chim sẻ tìm ra được các cái mặt yếu của Tiến Như Vũ là anh sẽ khai thác ngay. Rồi tên này thì hơi loạn ruộng, nhưng vẩy e bắt được đạo cung này thì Tiến Như Vũ vẫn thơm. Vẩy e bắt được đạo cung này thì vẫn thơm, đổi tầm khoảng 3-4 dân lấy được 5 con cung R, thế là thơm rồi. Vâng, nhưng cẩn thận cái tên này rút lui, sơ tán dân, vẩy e kìa. Một cái thế trận mà Vũ đang bị xẻ xoay. Vũ đang bị xẻ xoay, xẻ bắn được chết nhiều dân của Tiến Như Vũ, nhưng cũng để mạng rất nhiều cung. Vũ là người ăn được nhiều cung hơn của chim sẻ, vẩy e không. Rồi không có nhiều gỗ để vẩy, cẩn thận đừng chấp dốc. Đừng chấp dốc, tự nhiên đến đút. Cuống thế à rời. Cuống thế à rời, để quân lên. Rồi ngon đấy. Cuống thế à rời. Vâng, bị mất cái tự nhiên đút cái đạo quân ở giữa đấy làm gì nhỉ? Nó giành ngại không thơm. Pha đi quân hơi tối anh em ạ. Pha đi quân hơi tối, rồi chim sẻ lại đứng ốp A. Rồi, có lao được vào ăn dân của chim không? Lao được vào ăn dân của chim không khi mà ở nhà cũng đang có biến. Nhà cũng đang có biến. Pha tự nhiên lại luồn luôn đi. Chán thật. Giờ bây giờ Tiến Như Vũ lại khai thác, bị khai thác mặt điểm yếu rồi. Vậy là nhanh tay. Vũ dạo ở đây tay nhanh hơn rất nhiều. Nhưng tham lai tụt về còn có 51, 50 rồi. Pha này cũng không để ý để bị chết khá nhiều cung R. Ăn được cũng khá nhiều dân của chim đấy. Rồi gỗ lại là điểm yếu. Cẩn thận bị chim sẻ xoay cái đường ở chỗ sắt đường biên vào. Vâng đấy, lại bị vào rồi. Khả năng thêm một trận thua nữa. Vâng, bị pha ngồi giữa ruộng. Lai tụt về còn có 45 thôi. Đã một thế trận đang cân ở cái thời điểm trong một pha mà anh ta luôn lách đánh võng kiểu gì lại để ở kẹp ở giữa hai đạo cung của chim. Mai chim đang đè tầm khoảng 5-5, 4-5. Tôi chỉ 6-4 rồi. Đang cố. Biết anh cố quá, có thành quá cố không? Cũng chỉ một khoảnh khắc thôi. Rồi chim sẻ đây đáng có lẽ tăng đến rất nhiều nhà, trong khi Vũ đang vẫn chỉ cái số lượng nhà này thôi. Giờ chỉ khi Vũ phải điều quả cung nó hơn hẳn. Điều quả cung nó phải gọi là ao 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 cá trình. Cơ hội thắng của anh trận này vẫn còn. Hôm nay 61 dành cho Tiến Như Vũ đang tạm thời là không tìm được đường vào nhà của chim sẻ. Chim sẻ rất đông cung lao tên này vào. Chán lắm rồi đấy. Rồi, không bốn. Kin là 84, 86. Chỉ số kin này gần như là ngang nhau đấy nhá, 84 với 86 đấy.
Tiễn như vũ kin còn nhiều hơn cả chim này. Chim sẻ màu 8, kin 84, tiễn như vũ kin 86. Và vũ thua. Chết cho người ông vũ này. Đánh trận này là hay rồi, chúng ta nhìn thấy chỉ số kin là vẫn hơn. Nhưng bị lọt được cái turn cung vào cũng thấy bị bắt một cái đạo cung. Mà khi mà tiễn như vũ leo lên dốc đấy là thấy hơi sai rồi. Anh đánh vào dân nhiều không tăng được A, trong khi chim sẻ tăng A và vắt tiếp quân mới. Oh, chúng ta đến với trận đấu chung kết sớm dành cho game thủ tiễn như vũ. Vâng, chuyển luôn. Trận này đang trực tiếp mà. Hay quay lại về vị luận viên. Quay lại kèo 04 này thì ai xem mà anh Tình Hòa. Thôi tôi không cứu được tiện nhiệm vụ. Xin lỗi anh người. Hết phép rồi. Hết phép rồi. Lần này lực bất tòng tâm. Đơn giản mình phát muộn. Mình phát từ trận thi đấu thứ 3 mà. Kim Anh ơi, cần gì phải thắc mắc. Mình phát được có 2 trận thì chả 30 phút. Dễ hiểu mà. Gì đây? Tẻ lưu trú. Chào anh Nguyễn Đạt nhá. Kèo Long thắng xẻ gần nhất ở trên kênh có đấy mà anh. Chả biết nữa. Không nhớ gì cả nhá. Nhưng mà cũng tháng 10 hay là tháng 11 thôi. Cái kèo AC đấy, tháng 20 tháng 10 này với cả tháng 11. Kèo AC đấy. Khổ. USB là cái gì? Giờ tự nhiên cái ông chim sẻ lại cái ông ấy lại là cái ông khổ, chả khác gì cái Linh 14 tỏi cả. Đi đâu người ta cũng bảo USB. Chả khác gì vâng Hoài Linh cả. Giờ đi đến đâu người ta cũng bảo 14 tỏi. Rồi rách 5 củ. Nghe nó chán nhỉ. Yeah.
Chán lắm rồi anh, thua 0-4 là chán anh. Em thua 0-4 thì áo em xin đi về luôn thì khỏi đánh. Rồi tiếp tục 26 dân. Hoàng Sen Long toàn 24 dân cộng 1 đánh 5A. Hoàng với chim sẻ toàn 26 dân rồi. Ý xin hết chúng ta xem đến 3 trận là 26 dân rồi. Đấy, hôm trước đánh với Sen Long toàn 24 dân cộng 1 dân 5A. Bài đỏ chung kết chọn người. Giải chọn người. Khỏe quá, chơi một mình thôi, sẻ ạ. Khỏe quá à, không ai đánh lại. Rồi, trừ khi có anh lô 1 đại đế thôi. Hoặc đánh 4-4 thôi. Anh solo này khỏe quá. Chân trước Vũ là điều hay đấy. Đánh gọi là căng tay đấy. Lại tiếp tục với thế nhà nó kín kín nhỉ. Kín mít thế này thì phải hở hang một tẹo mới thở được. Vâng, lên đời ngang nhau, cả hai cầu thủ đều đánh 27 dân. Nhà chim sẻ ở mạn góc 6 giờ 7 giờ. Xe gió mất bóng ở đây rồi. Vâng, bo nhà kín luôn. Góc 3 giờ, góc chết của các huyền thoại đây. Góc chết của các huyền thoại đây. Ô, hình như chim sẻ nhảy đề 3 là sau nhá. Chim sẻ nhảy đề 3 sau. Thì Vũ lại lên nhảy 3 trước và có khung R trước. Mạnh dạn đi công luôn. Mạnh dạn đi công luôn. Công luôn, công mới là sở trường của anh. Chứ anh ngồi đánh thủ với chim sẻ nhìn nó xấu dai lắm. Nhìn nó xấu dai lắm. Đấy, đi công luôn. Đời 2 là ngang nhau. Nhưng đời 3 thì sẻ lên đời. Cái vạch lên đời nó chạch hơn. Rồi, công luôn. Sẻ chúng ta có, tất nhiên là cái nó không nhiều. Chứ là đủ để cho Tiên Vũ có thể tấn công thôi. Nó không nhiều nhá. Đây, đây, đục e. Rồi, đục vào. Kiếm, cố gắng kiếm lợi thế. Với đây là thế nhà của Tiến Vũ, là thế nhà mà đã kín nhà rồi. Gần như không đường vào thì cho Tiến Vũ rồi. Vâng. Sẻ về nhanh hơn. Và bây giờ chim sẻ phản công. Cũng đẩy quá nhiều cung lên. Chú ý cái mặt này để mà thủ này. Rồi, chim sẻ cũng đang gọi là tất cay lên ốp A của Tiễn Như Vũ rồi. Anh ta chấp nhận là một tơn. Nhưng đây là một tơn mà nhà của Tiễn Như Vũ là kín nhá. Nhà Tiễn Như Vũ là kín, không dễ để cho sẻ đổi nhà đâu. Vũ cần từ từ đã, bình tĩnh. Bay hết ruộng này cho chim rồi. Nhà Vũ kín lắm, không đổi được nhà đâu. Cố lên, chạm là đây chứ đâu. 57 trên 60.
thủ đường mặt Nga, sẽ không vào được nhà Vũ, sẽ bẫy hết ruộng. Và một trận. Rất may dành cho game thủ Tiễn Như Vũ, đó là chim sẻ đáng gặp một bài mà kích chệch cho anh là một khoảng thời gian, có thể là chục giây, mà giúp cho game thủ Tiễn Như Vũ có thế tấn công. Nhà sẻ thì không có thế đẹp bằng so với game thủ Tiễn Như Vũ. Sẻ quyết định đổi nhà nhưng lại không đổi được. Ôi, kích trời anh em ạ, kích trời. Gỡ được trận. Bật được hay không? Thôi bây giờ mỗi trận thắng là một trận hay rồi, không cần phải bật, thua cũng được. Nên thua ra thua. Yes. Rồi, trận đi đấu thứ 6 trong cuộc đấu giữa game thủ chim sẻ và game thủ Tiễn Như Vũ. Rất mong mọi người cho một like. Mượt làm sao được bằng chim anh. Mỗi người có một setting khác nhau. Quan trọng nhất cái độ hiệu quả. Chứ còn mượt mà nhiều ông múa như rồng như phượng, cái độ hiệu quả là không có. Nhiều game thủ không có thao tác nên sao họ vẫn đánh hay. Ví dụ như anh Quýt chẳng hạn. Nhìn thao tác thì nó cũng giống mình, sao đánh gọi hay hơn. Giống như hệt tôi, nhìn thao tác có khác gì đâu. Oan ta là vằn. Rồi, đây, bài này đánh ít dân lên sớm. Có được không? Ba voi rồi. Ép vâng 24 dân rồi, dân Nam A 24 dân cộng 1 dân Nam A giống hôm đánh với Sen Long ấy. Chuẩn nào. Chuẩn luôn, đã hôm đánh với Sen Long mắc thật sự luôn ấy. Toàn 24 dân. 24 dân của dân Nam A, ra màn. Ép khét. Dân điều cùng rất mắc. Đúng là đối đầu với Long khác, đối đầu với Sẻ khác. Chúng mà ghét gì Sẻ, nhưng mà chúng ta cũng phải công nhận là chim Sẻ ông ý là người đặc biệt. Game này dành cho ông ý rồi. Khi chim Sẻ thắng nhiều quá thì chúng ta lại trông chờ một ai đó có thể thắng lại được chim. Còn làm gì có ai ghét ông Sẻ, trừ khi fan của game thủ khác. Những người không thích Sẻ từ đầu. Giờ anh lại còn 6-4. Ôi, đánh có chặn 5 đánh 6-4.
Đấy, ép thế xem nào, 23 dân. Cho toàn bài 26 dân trận trước. May nhà Kim, ông chim sẻ không thủ nữa. Ông ý đi đổi nhà. Rồi vác dân lên. Chim sẻ ở vị trí góc 2:30, 3 giờ. 25 dân dành cho chim. Rồi hiêu đang nhảy thế này. Xe giò có nhá. Lên. Anh em cho một like nhá. Chào like đêm muộn. Chim sẻ là bài cơ bản 25 dân cộng 1. Kích cuối 9. 95x. Thậm chí nếu mà vào tay của những game thủ mà như sẻ chỉ còn kích sớm hơn, kích của 9 có 47, 48, 49 là bình thường. Nhưng chuẩn thì chúng ta kích 9, 50, 25 dân cộng 1. Đang hụt gạn là chơi rồi. Đây là bài 23 dân cộng 1 dành cho tiễn nhiệm vụ. Rồi, xe giò của chim. Rồi bãi quả, thôi buộc phải ăn. Tầm này sao vãi quả nhìn nó xấu dài thế. Nhìn vãi quả chan. Bằng 4A. Vào đây, bãi quả. Dân một chim én đi chưa. Như vậy chỗ kia là BM rồi. Đây là điểm yếu của chim. Ô đúng một E. Chim bò sau nhá. Chỗ này cũng là cái chỗ mà bầy yêu game thủ Tiến Vũ phát hiện ra bởi con xe giò. Ồ, cần phải nhiều tay hơn. Công được nhiều mặt. Lợi thế đi công của người đi công thuộc về anh đó. Ngoài ngoài ti không. Nhà ở chim sẻ đóng ở sát mép bản đồ này rồi. Đây mặt nhà ở chim. Rồi, đục ghe vào. Sóc đều cung ra nhở. Tuy nhiên là Tiên Vũ vào tay Tiên Vũ sóc sẽ không trượt thoát nào đâu. Cái bài mà chúng ta gặp quen quen giống hôm gặp Sen Long rồi này. Ơ thì như vô tơn 4 đạ. À vô tơn 3. Còn 5A thì chim tất nhiên rồi. Việc mà chim sẻ đang lên đời muộn hơn so với Tiên Vũ. Còn một tơn cung. Nhưng hãy cẩn thận, Vũ có thêm cả dân ra để mà nghênh chiến rồi. Chốt luôn E3. Chốt luôn E3 của chim sẻ. Bốn thằng dân này chốt luôn E3. Để hắn lây trốn đây. Rồi, chim cũng đang có cả dân. Chưa chốt được E khi mà cái thế đứng quân của chim sẻ cũng là đẹp. Rồi, về E. Đang là Tiễn Nhiệm Vụ đang làm tốt. Vâng, ăn lại gỗ. Gỗ đang yếu. Một cung của chim sẻ đang cố gắng ngóc ngoáy ở chỗ bãi quả của game thủ Tiễn Nhiệm Vụ. Lùi ra một chút.
3 cùng 5 A. Mai là 40 dành cho game thủ Tiến Như Vũ. Nhưng mà Tiến Như Vũ lùi lại lúc mà chim sẻ nhoi lên chăng. Nhưng mà chim sẻ đã nhoi ra ngoài. Tôi này để ý cái số lượng gỗ của mình. Anh vắt đều được quân. À, điều cung. Vâng, còn hai con cung R thôi hỏng rồi. Điều phải hỏng không? Xôi hỏng bỏng không không? Vũ đang điều cung hay. Tôi cảm giác số lượng cung của chim sẻ từ điểm trước là nhiều. Nhưng Vũ lại đẩy chim sẻ vào trong rồi. Lại đẩy game thủ chim sẻ vào trong. Một cái thế trận mà cực kỳ căng thẳng. Cực kỳ căng thẳng đến từ cả hai game thủ. Chim sẻ đã nhoi được ra ngoài. Nhưng Tiến Như Vũ lại điều cung mà khiến cho chim sẻ lại chui ở trong. Thì Vũ có dí lại được vào trong của chim không? Bắt đầu vắt đều lại những cái tên nhà quân. Trong khoảng thời gian mà Tiến Như Vũ có tên thì nó chỉ là hai con cung R thôi. Vâng, nó khắm lọ như hề như vậy. Cay rồi. Gỡ tiếp anh ơi. Điều cung hay mà. Rồi, bắn vào cả vào dân nữa. Bắn, dí luôn. Rồi, hit and run rất tốt. Chúng ta nhìn thấy chim sẻ đang đã ý định là vắt dân đã đập rồi. Vâng, để lên chỗ. Mai còn 32. Nhưng chim sẻ hết quân. Chim sẻ ra một tân cung mới nhưng chỉ là một hai con. Chiến thắng rất gần, chiến thắng thứ hai rất gần với game thủ Tiến Như Vũ. Hết chim, hết quân dành cho chim. Còn đúng 3 con cung R thôi. Vậy e, vui rồi thôi. Gỡ được trận nữa. Vất vả. Một bài mà game thủ chim sẻ nhà cũng kín. Đời, gần như không điểm yếu. Lợi thế lên đời sớm hơn của Tiến Như Vũ chỉ là một móng nhà e. Một móng e. Ta hãy cùng chờ đợi xem chỉ số kin của Tiến Như Vũ trận này là bao nhiêu. Cái thời điểm mà chim sẻ cũng khá đông quân thì Tiến Như Vũ không vắt đều 4A nhoi ra ngoài. Xong Vũ làm gì mà cho chim sẻ tụt vào trong nhỉ. Đây là chỉ số kin. 42 kin của game thủ Tiến Như Vũ và 39 kin của game thủ chim sẻ Đinh Đăng. 39 kin của sẻ và 42 kin của Vũ. Chúng ta hãy cùng chờ đợi sang với trận đấu thứ 7. Thằng nào hôm trước ông bắn cho sen long gãy cổ. Ông điều hay thế nhỉ. Chào anh Nguyễn Ngọc Thành, chào tất cả mọi người. Rồi lại có yêu sớm, lại chơi bài tàu thôi. Chơi bài tàu thôi. Góc 6 giờ dành cho Tiến Như Vũ. All of my rogue.
Tôi cố gắng tiếp, gỡ tiếp nào. Anh cứ gỡ thế nào được trận nữa. Cho vâng, mất công lên like rồi. Lại thế kín à? BG đây. Đóng quả BG nhốt 4 dân mắc binh. Đây thêm 7 hiệu nữa, bài 2 hiệu thì căng. Vẫn còn một con hiệu trong 7 hiệu đầu. Toác nhỉ. Cái này bãi quả thơm. Vâng, đập lô rồi. Xem đi đập lô. Nhà thì kín, đồ ăn thì không có. Cuộc sống mà. Đây rồi, chúng thêm bầy yêu. Có vẻ như chỉ là bầy yêu 4. Không, bầy yêu 5. Rồi. Cố đệ. Bên trận này toác rồi. Map có xe giò, giò cũng rất rộng, mình có tiện nhiều vũ. Mở thêm quả dành cho anh. Trận này sẽ phải cố gắng là đưa về cái trận quả bản đồ. Cũng sẽ là bài mà du mục dành cho tiện nhiệm vụ. Thế nhà kín nhưng không được đánh tại nhà. Ô, vâng, 23 dân dành cho chim. Ghê đấy. 23 dân dành cho chim, mà chim đẹp thì sao ép sớm thế. 23 dân cộng 1 để kích đầu 9 giống như tiện nhiệm vụ trận trước. Tiện nhiệm vụ là 25 dân cộng 1. Giờ thì lại gió lại đổi chiều. Đổi vai anh em ạ. Sao đổi ngôi. Trận trước thì tiện nhiệm vụ 23 dân dâng lên. Trận này thì sẽ là người 23 dân. Không rõ là có dâng hay không. 23 dân đánh cộng 1 đánh tại nhà thì cũng vẻ nhưng mà cũng vẻ buồn cười. Anh sẽ lên đời sau game thủ chim sẻ. Chắc khỏe. Chắc phải cả phút. Thậm chí hơn phút. 10-20 mới kích cơ mà. 25 dân cộng 2. Tức là ông tiện nhờ ông chim sẻ có được cung rơ thì tiện nhiệm vụ vẫn đang chuẩn bị có bánh xe. Toát nhỉ. Ôi, chủ động bỏ nhà và đánh thế trận quản bản đồ. Bầy yêu kìa, ra mút. Ô, gì ông chim sẻ ở chỗ bãi quả kìa anh. Mút hiêu à? Bầy yêu mút mất rồi. Mút mất hiêu bài này. Thôi tăng A lên. Toạc. Oh, có bánh xe rồi. Sẽ đập dân không cho game thủ tiện Vũ đóng A. Vũ đang cố gắng đóng. Rồi, cũng đập nhau luôn. Thế rơi ra. Vũ vẫn còn chưa bánh xe.
Không đóng được à? Và có đã có cung R dành cho chim sẻ, Tiến Vũ vẫn đang đi bộ. Ôi khó dành cho anh. Đánh thế là hay rồi. Vũ đang cố gắng chảy cối để mà lên được huyền thoại. Tham này 20 này. Bây giờ thua luôn từ pha đập dân. Vũ không biết thế nào, biết đâu chim sẻ lại biếu anh chụp dân. Chim sẻ biếu anh chụp dân. Đang bắn được dân của chim. Tháng này của anh 25. Nhưng tất nhiên rất tất nhiên là đây là một thế trận mà Tiễn Vũ vẫn đang lép tầm khoảng chục tham. Thời điểm đầu anh chết đến 7 dân rồi. Đang rất cố đấy. Đời không như mơ, mình phải vượt qua thôi. Đánh lì một chút. Lện luôn, lấy dân ra mà lện. Cung chắc cũng không có giáp đâu, cung có giáp nữa thì tôi tịt ngỏm. Trận quản map. Vũ đang nhiều tay đấy. 28. Chơi được. Cố. Cố lên Vũ. Vượt khó được trận này, kinh điển đấy. Rồi đứng trên dốc. Con dốc cao dành cho Tiễn Như Vũ. Con dốc cao vượt khó được trận này. Đúng là kinh con nhà bà Điển. Tham này 30 rồi này. Tham này 30 rồi này. Rồi đuổi theo dân của chim. Thậm chí sư tử đang ghét dân chim. Bài chim sẻ là bài đen hoang thôi. Khoan thì dặn. Ui dồi ôi. Sao sư tử mày soi máu cho cùng hả sư tử ơi. Thì ra soi máu cho thằng dân à? À đấy. À là có cả ruộng à? Ruộng này lên. Ôi khó lắm. Đây bắn. Ui dồi, thế này thì ôi toác. Yes. Bãi gỗ không chạy toác. Ôi cố gắng lắm rồi. Nhưng tỷ số là 5-2 dành cho kênh thủ chim sẻ. Cũng đã có những cái thời điểm mà Tiễn Như Vũ cho chúng ta rất nhiều cái gọi là cảm xúc, nhưng không được rồi. Trận thứ kiểu cuối cùng, vâng, chim sẻ có bánh xe đập chập chết đến 7 dân của Tiễn Như Vũ. Cố lắm rồi nhưng không được.